Lam Huyền Vũ bên này liền xa còn lâu mới có được hai nữ biến hóa lớn như vậy. Song tay trên lòng bàn tay Kim Văn Lam Nguyên Thảo cùng với Ngân Văn Lam Nguyên Thảo tản mát ra nhàn nhạt quang vũ, cho người ta một loại mê huyễn mỹ cảm. Hắn tự thân hồn lực vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, chỗ ngực màu sắc rực rỡ vầng sáng vẫn như cũ phiêu giật, nhưng chính là vẫn chưa hoàn thành đột phá. Lam Huyền Vũ chính mình cũng có thể cảm giác được huyết mạch ở trong người lẫn nhau xung đột lợi hại. Nguyên bản huyết mạch phòng xoáy bên trong dùng long thần huyết mạch làm hạch tâm đã vô cùng bình hòa vào nhau hai loại huyết mạch. Tay hắn muốn đột phá thời điểm là một lần trở lên nóng nảy dâng lên, đồng thời xuất hiện lẫn nhau đấu đá hiện tượng. Liên hắn tinh thần chi hải bên trong sinh kim ngân song sắc năng lượng cũng là xuất hiện ra tình huống giống nhau. Lam Huyền Vũ trước đó còn vẫn luôn luôn cho rằng mình đã chết đè tuần phục xeo hai loại năng lượng để cho chúng nó trở thành dùng long thần huyết mạch làm hạch tâm tồn tại. Hiện tại xem ra chúng nó giống như cũng không có dung hợp hoàn tất. Không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến. Tại ngươi đột phá đến thần cấp trước đó, trong cơ thể của ngươi kim long cùng với ngân long huyết mạch là không thể nào triệt để dung hợp, cho nên ngươi mỗi lần đột phá đều phải đối mặt với so với thành nhân khó khăn nhất nhiều lần. Đây cũng là ta nhường ngươi hậu tích bạc phát nguyên nhân. Bằng không mà nói, rất dễ dàng tẩu hòa nhập ma, mỗi một cái cấp độ đột phá đều sẽ càng thêm gian nan. May mắn tinh thần lực lượng của người tăng lên rất nhanh, có thể tốt hơn đi trường khống, thấp xuống thật nhiều tính nguy hiểm. Chờ người đột phá lục hoàn thời điểm ít nhất cần linh vực cảnh cấp bậc tinh thần lực lượng mới có thể bảo đảm an toàn. Nana thành âm lại là Lam Huyền Vũ thế giới tinh thần bên trong vang lên. Lam Huyền Vũ lúc này không có cách nào nói chuyện trả lời nàng. Sự chú ý của hắn tất cả đều tại khống chế hai cái vòng xoáy phía trên. Hắn kỳ thật rất muốn hỏi, ta đột phá lục hoàn liền cần linh vực cảnh tinh thần lực lượng, cái kia tương lai thất hoàn, bát hoàn, cửu hoàn làm sao bây giờ? Nana giống như biết rằng hắn đang nghĩ gì, âm thanh vang lên lần nữa. Tứ hoàn là một cái trọng yếu nhất cánh cửa, nếu như ta không có đoán sai, ngươi tứ hoàn về sau, Ngân Văn Lam Nguyên Thảo thức tỉnh hẳn là thổ nguyên tố, trường khống có được thổ nguyên tố về sau, ngươi tứ đại cơ sở nguyên tố đem đầy đủ, sẽ để cho ngươi tại trong nguyên tố trường khống phương diện có một lần cực lớn thuế biến. Thủy, hỏa, thổ, phong, bốn nguyên tố thể tụ cũng xâm thành vì người tương lai cơ sở, đồng thời sẽ diễn sinh ra một cái năng lực đặc thù mà người tương lai ngũ hoàn, lục hoàn sẽ thức tỉnh chính là quang minh của với hắc ám nguyên tố trường khống. Làm người lục đại nguyên tố thể tụ về sau, hết thảy đem sẽ trở lên trên khác biệt. Con người như thế nào đột phá tầng thứ cao hơn, chỉ có thể đi là một bước xem một bước, muốn xem thân thể của người biến hóa cùng với tiến hóa. Lần này đột phá, muốn so với năm đó đột phá tam hoàn thời điểm cảm thụ rõ ràng nhiều lắm. Lúc trước đột phá tam hoàn lúc hẳn vẫn chưa tới là 12 tuổi, hiện tại đã qua mấy năm, hắn cũng sắp 15 tuổi. Giờ này khắc này, tại Lam Huyền Vũ ở trong lòng, cảm giác mình Kim Văn Lam Nguyên Thảo của mấy Ngân Văn Lam Nguyên Thảo, sâu nhờ cũng có thuộc về chính mình linh hồn, mà lại cả hai phân biệt rõ ràng cả có cá tính. Bình thường thời điểm linh hồn của bọn chúng là yên lắng, lại chính mình long thần huyết mạch điều hòa lại đều đã trở lên trên hết sức ăn khớp, lẫn nhau giao hóa, thậm chí còn có thể không ngừng sinh ra long thần chi lực, gia tăng chính mình long thần huyết mạch cường độ. Có thể mỗi khi đến đột phá thời điểm, cả kia hai cái ẩn dấu linh hồn lực lượng như là tỉnh lại bắt đầu lẫn nhau đấu đá đụng vào nhau. Hiện tại hắn long thần huyết mạch đã so với vừa lên năm thứ hai thời điểm đó tăng lên chừng gấp đôi, nhưng cũng trình thể kim ngân huyết mạch so sánh vẫn như cũ là không đến 1% lượng mà thôi. Mà hai người này bắt đầu đấu đá thời điểm, trình hắn vẫn như cũ sẽ cảm thấy có một chút không ẩn chấn áp được giống như vậy, mà lại lần này sùng sao đóng, muốn vượt xa lúc trước tạm hoàn thời điểm. Nhưng Lam Huyền Vũ lại không có chút nào bối rối, một cái là hắn đối với mình hậu tích bạc phát có lòng tin, đối với tinh thần lực lượng của mình có lòng tin, càng quan trọng hơn là dù cho không ra tay, chỉ cần Nana ở bên cạnh hắn, tín nhiệm của hắn liền sẽ đặc biệt kiên định, bởi vì hắn hiểu rõ. Coi như là xảy ra vấn đề gì, cũng có Nana lão sư tại đây bên trong giúp mình đấy. Chỉ có điều hắn cũng không hy vọng rằng chính mình sẽ tới bị Nana trợ giúp một bước kia. Đến một bước kia, liền mang ý nghĩa rằng hắn sự bất lực của mình. Hắn đã cố gắng như vậy tại tu luyện, chẳng lẽ đột phá một cái tứ hoàn còn cần Nana lão sư trợ giúp.
Thân tâm ổn định trở lại, trong truy cầu đột phá cấp độ, chẳng qua là ổn định lại thôi động ra hồn lực từng chút một đi đột phá, mà hai cái ở trong trung tâm long thần huyết mạch, giống như là nắm chấm, vững vàng dẫn dắt kim ngân huyết mạch khí tức cùng với linh hồn khí tức, để cho chúng nó vẫn như cũ duy trì cao tung xoay tròn, tăng khả năng tránh trò va chạm. Dần dần thì làm miền vũ thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, bên trái thân thể hoàn toàn biến thành màu bạc, bị vẩy màu bạc nơi bao bọc, phía trên phải thân thể thì là biến thành màu vàng kim, bị mẩy màu vàng kim bao trùm, chỗ ngừng 9 khối long thần lân phiến tách ra, có 3 khối gió lục mà lên, đi vào hắn trên trán, còn có 6 khối tọa trấn trước ngực. Toàn thân các nơi đều lập lòe mỹ lệ hào quang, ngồi tại thân thể của hắn hai bên, dù cho đã hoàn thành một phá làm mộng cầm của với Bạch Tú Tú, lúc này khí tức vậy mà cũng không cách nào che lại hắn, ngược lại là ở trên người của hắn thả ra khí tức ảnh hưởng dưới, tự thân trở lên trên càng ngày càng ổn định lại, mặt ngoài thân thể không ngừng có sương mù bốc hơi, loại bỏ trong cơ thể chất bẩn. Bạch Tú Tú cả cái thứ nhất tỉnh táo trở lại, khi nàng ý thức trở về, còn không có mở ra hai con người thời điểm, liền có thể rõ ràng cảm nhận được bên người mình, cái kia hơi thở nóng bỏng. Theo bản năng mở ra hai con người, hướng bên người của Lam Hiền Vũ nhìn lại, thấy đúng là hắn toàn thân kim ngân song sắc quang mang lượn lờ, thải quang làm hạch trạng thái. Nhìn xem cái dạng này, hắn Bạch Tú Tú trong lòng khẽ run lên, mơ hồ là ở giữa, đúng là có loại si mê cảm giác. Đúng vào lúc này, Lam Hiền Vũ trên thần bắt đầu phát ra nhẹ nhàng tiếng long ngâm, không phải một tiếng mà là hai âm thanh. Một cái tiếng long ngâm nóng nảy mà sục sôi, một âm thanh khác là xa xăm mà réo sắt, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Tại Lam Hiền Vũ sau lưng, một vàng một bạc hai đạo hư ảnh cũng dần dần nổi lên. Vừa lúc mới bắt đầu, chúng nó giống như hai cây thô to làm mướn tháo, nhưng rất nhanh, chúng nó liền hiện ra bản thể rõ ràng là một vàng một bạc hai cái hình sống. Ánh bạc bên trong có tử sắc thải quang mang dần dần nổi lên, kim quang thì là trở lên càng ngày càng thâm thúy. Tứ sắc quang thải chậm chạp bay lên, quay quanh tại Lam Hiền Vũ hướng trên đỉnh đầu như là một mảnh ám mây, mà cái kia kim sắc nó bóng mờ thì là chìm xuống đến dưới người của hắn, hóa thành một mảnh màu vàng kim quang văn dùng thân thể của hắn làm trung tâm, xuất hiện ra tại hắn dưới thân hình đường kính 3 mét phạm vi bên trong. Từng đạo màu vàng kim long văn mở rộ, như ẩn như hiện, hai loại hào quang lúc lên lúc xuống hỗ trợ lẫn nhau. Đúng vào lúc này, Lam Hiền Vũ trên hai tay, riêng phần của mình bao vòng màu tím hồn hoàn lặng yên không một tiếng động nổi lên, ngay sau đó lại là một vòng màu tím hồn hoàn chui ra. Tại Bạch Tú Tú rung động nhìn soi mói, cái này bốn vòng màu tím hồn hoàn như nhiễm lên trên mực nước, lặng yên không một tiếng động để biến thành màu đen thâm thúy. Vạn năm hắn bốn cái hồn hoàn vậy mà cũng tất cả đều tiến hóa đến vạn năm, trải qua thời gian mấy năm tích lũy, Lam Hiền Vũ cuối cùng đột phá thành công, chính thức tiến vào trong tứ hoàn cảnh giới. Nana đi đến Lam Hiền Vũ trước người, trong tay cầm một cái hộp ngọc, mở hộp ra bên trong là một gốc nhìn qua cũng không thể nào lớn hơn linh chi, nhưng cái này linh chi toàn thân màu tím, lại óng ánh sáng long lành giống như là ngọc thạch. Nana dùng ngón tay tại linh chi bên trên nhẹ nhàng bắn ra, đúng là phát ra kim ngọc và chạm, âm vàng tiếng, bên tai êm tai mà kéo dài, nhàn nhạt màu tím vầng sáng cũng theo đó phát ra. Nana đưa bàn tay bao trùm tại gốc này linh chi, dù chỉ ở phía trên, nhàn nhạt màu bạc vầng sáng theo trong tay của nàng tản mát ra. Phanh một tiếng vang nhỏ, cái kia linh chi đúng là nổ tung, hóa thành mảng lớn màu tím quang vụ, mà cái này quang vụ mới vừa xuất hiện, đúng là có linh tính liền muốn tứ tán bè tán loạn chạy trốn ra ngoài. Có thể là tại Nana trước mặt, chúng nó lại làm sao có thể trốn đi đây. Nhàn nhạt màu bạc vầng sáng hướng vào phía trong cò vào, đem cho có khả năng thoát đi con đường toàn bộ phong kín. Nana hai con người bên trong ánh bạc lấp lánh, cái kia màu tím sương mù lập tức trầm tĩnh trở lại, lặng yên không một tiếng động trôi nổi hướng Lam Hiền Vũ. Sau đó đúng là theo toàn thân của hắn trong chỗ chân lông lặng yên không một tiếng động chui vào, trong khoảng khắc liền đem Lam Hiền Vũ thân thể phủ lên trên thành màu tím. Đúng vậy, đây chính là ở lúc trước Lam Hiền Vũ mua sắm cái kia gốc tử tiên linh chi, hắn một mực không có cam lòng dùng, liền là muốn đột phá đến đột phá tứ hoàn thời điểm, vì chính mình có bốn bồi nguyên. Lúc này hắn đã đột phá thành công, chính là hấp thu cái này 10 vạn năm tiên thảo thời cơ tốt nhất. Tại Nana trường không phía dưới, 10 vạn năm tử tiên linh chi tất cả chất dinh dưỡng, không một bỏ sót lại toàn bộ bị hắn hút vào trong cơ thể. Làm thân thể của hắn toàn hoàn toàn biến thành màu tím thời điểm, hướng bên trên đỉnh đầu từ sắc quang vân cùng với suối thần pháp trận màu vàng kim hòa văn đều trở lên trên càng ngày càng rõ ràng.
liền hơi thở của hắn đều tùy theo đó trở lên kéo dài. La Mền Vũ theo minh tưởng bên trong tỉnh táo trở lại thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm. Mở hai mắt ra sau cảm giác đầu tiên chính là toàn thân cứng đờ. Hắn theo bản năng giật giật chính mình thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân phát ra nhẹ nhàng ken két tiếng. Cú đầu hướng mình nhìn lại lúc đó, La Mền Vũ lập tức giật mình phát hiện quần áo trên người lại là rồn rập phá toái, còn mang theo một chuôn vỏ cứng đồ vật tại động tác của hắn bên trong vỡ tan, hạ xuống lộ ra phía dưới trắng nón đến thậm chí có một chút phấn lộn da thịt. Đây là trong thân thể người chất bẩn bài xuất dấu hiệu là tử thiên linh trì tác dụng. Nhanh đi tắm một cái đi, Nana âm thanh truyền đến.